trong lâm sàng hàng ngày. Thì công ty khớp tạng ngày nay chúng ta thấy nó thành một cái súng thương quý của rất là nhiều kỳ cơ quan nào, và cái đầu tiên mà chúng ta ứng dụng rất là nhiều. Cái thứ hai là bụng, ví dụ như tổn thương ở gan này thì công ty khớp tạng nó cũng đóng góp rất là nhiều. Cái thứ ba là ở chậu, ví dụ như tổn thương ở trực tràng rồi tim hạch vân vân, và đang ứng dụng của nó còn ở nhiều các cái hệ thống quan khác nữa, ví dụ như là cơ xương khớp vân vân. Thì trong cái bài ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị, thứ nhất là cái nguyên lý, thứ hai là một số cái ứng dụng của ở nào, ở gan, ở bụng. Thì đầu tiên chúng ta có một số ca để mà khởi động. Ở đây có một bệnh nhân đây lên nằm cộng từ bị súng T2 quay tích. Anh chị thấy trên T2 chúng ta thấy có một cái tổn thương ở đây, tăng tình nhiều không đồng nhất, xung quanh phù nề rất là nhiều. Thì cái tổn thương nó là chạy hàng ở đây này, đây. Nó tăng tình hiệu trung bình, nhưng mà cái xung quanh đó, là cái phù nề, thì cái phù này nó tăng tình hiệu rất là nhiều. Như vậy các anh chị nhìn vào cái phù này, các anh chị biết ngay nó là phù gió chèn ép, đúng không? Là cái phù vần mạch. Vì đấy là nó chỉ phù chất trắng là chính, còn chất xám nó không bị ảnh hưởng. Cái chất xám vỏ não nó vẫn còn. Đây, dấu hiệu như vậy là dấu hiệu ngón tay đây. Thì trong cái phần sau của bài mình sẽ nói rõ cách phân biệt các loại phù. Trên T1 gado thì chúng ta thấy cái tổn thương này nó ngấm thuộc dạng viền mỏng, rất mỏng. Trên T2 chúng ta còn thấy cái gì? Trong não thất nó có cái mức lắng đọng dịch, đúng không? Nó có những cái thành phần tỷ trọng cao, nó lắng đọng xuống dịch thấp. Vì mình đang nằm cái chỗ này là chỗ thấp, còn cái dịch nào tùy bình thường thì nó bị đẩy lên cao. Nhưng mà cái mức này chúng ta gọi là mức dịch. Thì mức dịch này chúng ta thấy trong một số trường hợp, ví dụ xuất huyết trong não thất, chúng ta cũng thấy dịch như thế này. Cái dịch nó đọng ở dưới, cái não máu nó đọng ở dưới, và cái dịch nào tùy nó bị đẩy lên trên. Trên T1 thì chúng ta thấy cái tổn thương nên nó chỉ ngấm thuộc dạng viêm mỏng ở ngoài thôi. Một cái để ý nữa là trên T1 cái tổn thương dịch lặng đầu này nó có tín hiệu trung bình, nó cao hơn cái dịch bình thường một chút nhưng mà nó không quá cao. Đây là chủ súng khuếch tạng, chủ đề mà chúng ta nói ngày hôm nay. Thì khi mà chụp khuếch tạng chúng ta thấy cái gì đặc biệt? Cái tổn thương này nó hạn chế khuếch tạng rất là mạnh. Và kể cả cái dịch lắng đọng ở trong xương chậm não thất hai bên nó cũng hạn chế khuếch tạng rất là mạnh. Thì cái tổn thương gì mà nó hạn chế khuếch tạng mạnh thế này? Thì các chị thấy cái dịch não tùy bình thường ở cái mức dịch mà chúng ta thấy trên chuỗi súng T2 và chuỗi súng T1 này, thì cái dịch não tùy ở trên thì nó không hạn chế khuếch tạng, nhưng mà cái dưới nó hạn chế khuếch tạng rất là mạnh. Thì phần dưới này chính là cái phần dịch mà nó có độ quặn cao, ví dụ như dịch mù chẳng hạn. Thì có dịch mù mà độ quặn cao nó mới tạo nên cái hiện tượng hàng chế khuếch tạng rất mạnh như thế này. Tổn thương trên này thì nó cái vùng tổn thương nang dịch này nó tăng tình hiệu trên T2, nó giảm lên T1, còn là hàng chế khuếch tạng rất là mạnh trên diffusion. Vậy khả năng nói gì? Khả năng nói là tổn thương mà nó chữa dịch mù đặc. Vậy khả năng là gì? Absent nào kèm viêm não thất, tụ mù trong não thất. Đây là một cái tiên lượng mà rất là xấu. Thì như vậy thì diffusion trong trường hợp này nó cho phép chúng ta đánh giá cái độ quặn của các cái cấu trúc nang dịch. Thì cái dịch bình thường nó sẽ không hạn chế khuếch tạng, còn cái dịch mà có mù đặc, độ quặn cao thì nó sẽ hạn chế khuếch tạng. Còn hạn chế như thế nào thì chúng ta sẽ nói trong phần sau. Chúng ta có một cái bệnh nhân thứ hai. Bệnh nhân này đây chuỗi súng T1 này, đây chuỗi súng flare này, đây chuỗi súng T1 có tiêm gado này, đây là chuỗi súng khuếch tạng mà hình ảnh diffusion này, DVWI này,
Đây là bản đồ ABC trên T1 chúng ta thấy một cái tổn thương cũng giảm tín hiệu trên T1, xung quanh nó phù nề, cũng là phù phù chất trắng, còn chất xám nó bình thường. Đấy, các anh chị thấy chất xám bình thường. Trên T2 thì tổn thương này bản thân thì cấu trúc này thì tín hiệu nó ở mức trung bình thấp, thấp hơn thì nhu mô não một chút. Phần phù nề xung quanh thì tăng tín hiệu rất là mạnh trên trên flare. Phù nề mà nó chứa nhiều dịch nên là phù rất là nhiều, cũng là phù chất trắng, còn chất xám là bình thường. Sau tiêm thuốc cái tổn thương này nó cũng ngậm thuốc dạng viêm mỏng như cái tổn thương hồi vậy, nhưng mà trên khuếch tán thì sao, nó khác, nó không hạn chế khuếch tán. Thì chủ xung DVWA chúng ta thấy tổn thương này nó giảm tín hiệu. Trên bản đồ ADC tương ứng chúng ta thấy cái ADC nó cao, chứng tỏ nó chữa nhiều dịch, mà dịch này nó khuếch tán tốt, nên nó không hạn chế khuếch tán. Vậy cái này nó ngược về cái trường hợp phôi này, nó không hạn chế khuếch tán thì khả năng là không phải lạp xe. Không phải lạp xe thì có thể là gì? Khả năng thứ nhất đấy là u não. Khả năng thứ hai là gì? Những cái tổn thương khác. Các anh chị thấy có một cái loạt chẩn đoán phân biệt cái Dr. Magic L đấy, nó có thể là di căn trường hợp này thì không nghĩ tới. Áp xe thì chúng ta loại rồi đúng không, nó có thể là hoại tử do xạ trị, nếu như bệnh nhân có tiền sử xạ trị, nó có thể là chấn thương động vật nhu mô nào, nếu có tiền sử động vật nhu mô nào, nó có thể là các cái tổn thương lymphoma, nếu như bệnh nhân bị có tiền sử bị suy giảm miễn dịch mắc phải chẳng hạn, nó có thể là toxoplasmosis, nếu như bệnh nhân có tiền sử suy giảm miễn dịch. Thì trường hợp này là bệnh nhân này, cái này là một cái nhiễm toxoplasmosis trên một bệnh nhân mà bị HIV dương tính. Người khác chỉ thấy tổn thương nó không hạn chế nhiều như là cái áp xe của vi khuẩn sinh mụn. Nên một ví dụ khác, nên là ví dụ kinh điển, các anh chị thấy rất là nhiều bệnh nhân này là bị nhồi máu não. Thì trong nhồi máu não thì chúng ta thấy tổn thương nó cũng tăng trên T2, do hạn chế khuếch tán, do phù nề và chụp cộng từ khuếch tán thì chúng ta thấy nó tăng tín hiệu rất là mạnh, do nó hạn chế khuếch tán, tương ứng với nó là ADC nó giảm. Như vậy chúng ta thấy vừa rồi chúng ta thấy có 3 trường hợp, một trường hợp là áp xe do vi khuẩn sinh mụn, một trường hợp là toxoplasmosis, và trường hợp này là nhồi máu não. Thì cái diffusion nó cung cấp rất là nhiều thông tin tùy thuộc vào từng từng bối cảnh. Vậy thì cái nhồi máu não là cái điển hình nhất về tại sao trong nhồi máu não nó lại có hạn chế khuếch tán. Tại vì trong nhồi máu não thì nó có phù độc tế bào, các anh chị biết rồi. Và tại sao là phù độc tế bào? Đấy là do nó suy bơm natri kali. Thì bơm natri kali thì ở màng tế bào là nó có nhu cầu năng lượng rất cao, nó cần ATP, ATP được tổng hợp là cần cần phải có oxy, nên trong nhồi máu nó thiếu thiếu oxy, nó sẽ dẫn đến thiếu ATP và nó gây suy bơm natri kali thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì nó sẽ gây rối loạn cái dòng gọi là cái dòng chuyển dịch của các cái chất điện giải natri và kali, và kết quả là natri nó sẽ vào trong màng trong lòng tế bào rất là nhiều, nó gây trướng phình cái tế bào lên do nó kéo theo nước, và kết quả là chúng ta thấy cái tế bào nó phình to ra do nó tăng lượng điện giải ở trong và nó tăng lượng nước kèm theo. Cái này chúng ta gọi là phù độc tế bào. Cái giai đoạn cấp là như thế. Qua cái giai đoạn đẳng cấp muộn thì lúc đấy tế bào nó phân giải, nó bị hủy, mà tế bào thì lúc đấy gọi là giải phóng nước ra khoang ngoài vào. Thì trường hợp thời điểm mà chúng ta chụp ở giai đoạn đẳng cấp muộn thì lúc đấy nó sẽ không còn hạn chế khuếch tán nữa. Còn trong giai đoạn cấp do nước nó theo natri nó vào trong lòng tế bào thì nó vì ở trong này nó sẽ bị hạn chế khuếch tán do cái màng tế bào
ngăn cho không có ăn được nó phát tạng một cách tự do, nên chúng ta có cái hạn chế phát tạng. Mà hạn chế phát tạng thì nó sẽ tăng tín hiệu trên trên diffusion. Hiện tượng này có thể xảy ra trong vòng vài phút sau nhồi máu, đó là lý do vì sao mà chúng ta chụp cộng hưởng từ lên chúng ta phát hiện nó và xem. Thì như vậy nói qua cái phù não thì phù não là hiện tượng rất là quan trọng, đúng không? Chúng ta gặp rất là nhiều phù do nhồi máu, phù do u chèn ép, phù do chấn thương vân vân. Thì đây là cái nhu mô não bình thường, có các cái neuron sẽ trục với các cái tế bào đệm rồi các cái phân tử nước ở đây. Trong cái phù vân mạch là do nó rối loạn vân mạch thì nó sẽ tăng lượng nước vào trong cái khoang ngoại bào. Cái này trong trường hợp này là nó tổn thương cái hàng rào máu não, nên lượng nó từ trong lòng mạch nó vào trong khoang ngoại bào rất là nhiều. Nhưng mà nước nhiều như vậy thì nó sẽ tăng tín hiệu trên T2, nhưng mà nó lại không hạn chế phát tán, nên nước nó trong ngoại bào nên nó di chuyển thoải mái. Còn phù độc tế bào thế nào? Nước nó sẽ vào trong lòng tế bào và nó làm cho tế bào nó trương phần ra, thì nước trong lòng tế bào phát tán sẽ hạn chế, đồng thời cái khoang ngoại bào nó sẽ bị hẹp lại và nó cũng gây hạn chế phát tán. Thì hiện tượng này nó cũng đóng góp cho cái việc hạn chế phát tán trên cái hình ảnh diffusion. Như vậy cả hai cơ chế, một là nước nó vào trong trong nội bào, thứ hai là nó gây nội bào tế bào nó phân lên và nó gây hẹp các cái khoang khoang ngoại bào. Đây là phù độc tế bào. Thì phù độc tế bào gặp điển hình là trong trong nhồi máu não. Còn phù vân mạch gặp trong các cái trường hợp ví dụ như là u hoặc là áp xe hoặc tổn thương gì đấy nó chèn ép. Chúng ta coi về sơ đồ để trường hợp khuếch tán tự do như thế nào. Video nó cũng chạy. Đây thì nhắc lại so sánh phù vân mạch và phù độc tế bào. Phù vân mạch là do hàng rào máu não nó bị phá vỡ, nước từ trong lòng mạch nó vào trong khoang ngoại bào. Phù chủ yếu chất trắng và không hạn chế khuếch tán. Còn phù độc tế bào thì gì? Phù chủ yếu là chất xám và có kem chất trắng. Thứ hai là hàng rào máu não nó bình thường và do nước nó trong khoang nội bào nên nó sẽ bị hạn chế phát tán. Thì trên hình ảnh diffusion nó tăng tín hiệu, trên bản đồ ADC thì nó giảm. Thì trong trường hợp chúng ta chụp cộng từ khuếch tán thì chúng ta có cái chuỗi xúc đặc biệt, chúng ta bật một cuồng radian lên, nó sẽ làm cho thay đổi tuyến tĩnh cái cái radian trong cái máy cộng từ, và chúng ta chờ một thời gian để chúng ta bật lên rồi chúng ta tắt, chờ một thời gian để cho được nó phát tán. Sau đó chúng ta bật một cuồng radian trên ngược theo hướng ngược lại để tái phá các cái proton. Thì như hai bữa vừa rồi chúng ta đã nói, thì nếu như proton nó tái phá tốt thì tín hiệu nó sẽ cao, còn proton mà nó lệch phá nhau thì tín hiệu nó sẽ thấp. Thì ở những cái vị trí mà nó khuếch tán nhiều thì nó sẽ tái phá kém, còn chỗ nào mà nó ít khuếch tán thì nó sẽ tái phá tốt. Nên kết quả là gì? Những chỗ nào mà nước nó khuếch tán nhiều, nó khuếch tán một cách tự do thoải mái thì trên hình ảnh diffusion ấy, là tín hiệu nó thấp. Còn chỗ nào mà nước nó không khuếch tán hoặc khuếch tán kém thì nó lại tái phá tốt, và kết quả là trên hình ảnh diffusion ấy, tín hiệu nó lại cao. Trong cái cộng hưởng từ các anh chị thấy có một cái thông số rất quan trọng là cái B factor, hệ số B. Hệ số B là gì? Tại vì trong cái chuỗi xung cộng từ khuếch tán thì chúng ta bật độ cuồng dân từ lên, rồi chúng ta tắt cuồng dân từ, rồi chúng ta thu nhận tín hiệu, thì các cái thông số rất quan trọng như độ dân từ mà chúng ta sử dụng nó như thế nào, cao hay thấp, thời gian bật cuồng dân từ nó lâu hay mau, thời gian chúng ta chờ giữa hai lần bật cuồng dân từ là nó như thế nào. Ba cái thông số này là một cái hàm số thể hiện, chúng ta gọi là
factor. Thì như vậy B ở trong thực hành chúng ta thường sử dụng đối với não, chúng ta thường sử dụng B từ 500 đến 1.000. Bây giờ thì thường quy chúng ta sử dụng 1.000. Thì như vậy trong cái chụp cộng tử người ta sẽ chụp ở hai thu tín hiệu ở hai thông số, một khi B nó bằng không và hai khi B bằng 1.000, và sau đó chúng ta sẽ tính toán để tính ra cái ADC. ADC thì chúng ta sẽ nói trong những slide tiếp theo. Đấy. Như vậy các anh chị biết trong cộng từ phát tán người ta hỏi là các anh chị chụp ở B bằng bao nhiêu. Thì B chính là cái này, là một cái hàm số của ba cái thông số này, độ lớn của cuộc chấn tử, thời gian bậc cuộc chấn tử và thời gian giữa hai lần bậc cuộc chấn tử. Thì B của não automatic là chúng ta chụp 1.000. Đối với bụng thì chúng ta sẽ chụp ở nhiều thông số 200, 400, 800. Ở trực trạng cũng tương tự như thế, chụp ở các thông số 200, 400, 800. Ở tiền liệt tuyến thì người ta khuyến cáo nên chụp B cao 1.500, 2.000. Thì có những cái máy nó cho hỗ trợ chúng ta chụp rồi chúng ta tái tạo ở B ở các cái thông số cao, ví dụ như B bằng 1.500 vân vân, thì tùy thuộc vào từng cơ quan. Trong cái công thức phát tán thì có một cái cần chú ý đó là hiện tượng T2 side true, hiện tượng gọi là gì, hiện tượng T2 chiều qua. Thì cái lý do là vì công thức phát tán nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nước, và công thức phát tán thì nó có thời gian TE dài, nên những cái tổn thương nào mà nó có chứa nhiều dịch có thời gian TE dài ấy, thì nó sẽ tăng tín hiệu trên trên cộng hưởng từ. Ví dụ trong trường hợp nhồi máu não cấp thì nó nhồi máu nó do hạn chế phát tán thì rõ rồi, nhưng mà trong trường hợp nhồi máu giai đoạn bán cấp muộn 6-7 ngày thì lúc đấy nó không còn hạn chế phát tán nữa. Như vậy thì bệnh nhân này anh chị thấy trên chuỗi xuống thứ hai nó tăng tín hiệu và trên diffusion nó tăng tín hiệu. Thì cái tăng tín hiệu trên diffusion này không phải do hạn chế phát tán mà là do hiện tượng T2 chiều qua. Là cái này là cái mà chúng ta cần cẩn thận. Ví dụ một cái tổn thương mà nó tăng tín hiệu trên T2 nó chứa nhiều dịch thì có khả năng nó cũng tăng tín hiệu trên diffusion nhưng không phải do phát tán. Thì để kiểm tra nó tăng tín hiệu là do hạn chế phát tán hay là do hiện tượng T2 chiều qua này thì chúng ta phải có cái bản đồ ADC. Thì một trường hợp mà nó hạn chế phát tán thì ADC sẽ giảm, còn nếu không hạn chế phát tán thì ADC nó sẽ bình thường hoặc là thậm chí là nó tăng. Về chúng ta nói ADC nhiều thì ADC là gì? ADC là bản đồ hệ số phát tán biểu kiện. Apparent là dịch là biểu kiện. Biểu kiện là gì? Nghĩa là ám chỉ là cái này là những cái mà chúng ta thấy được, chúng ta đo đạt được trên cộng hưởng từ mà thôi. Chứ còn cái khuếch tán của nó đằng sau đấy là chúng ta không không đo lường được thực tế. Chúng ta chỉ đo được một số cái mà nó thể hiện trên hình ảnh cộng hưởng từ mà thôi. Chúng ta không không đánh giá hết một cách toàn bộ cái hiện tượng khuếch tán trong trong cái mô sinh học được. Vậy vậy này gọi là cái khái niệm là ADC, dịch là hệ số khuếch tán biểu kiện. ADC được tính toán như thế nào? Người ta sẽ chụp thu tín hiệu hai lần, một lần khi B bằng không, B factor bằng không, một lần khi B factor bằng 1.000. Đấy là đối với não. Đối với bùng châu thì chúng ta có thể là B 400, 800 hay 600 hay 1.500 gì cũng được hết, những là cái kia. Rồi ở bùng có một số tác giả người ta khuyến cáo là không nên chụp bằng B 1.000, chụp bằng B bằng 40 chẳng hạn. Thì nguyên lý là chúng ta phải chụp ở hai thông số khác nhau, một cái thông số B thấp, một cái thông số B cao, lấy hai tín hiệu này subtract cho nhau. Vậy thì chúng ta sẽ tính toán được cái hệ số phát tán biểu kiện của cái nước trong trong một cơ thể. Thì hình ảnh ADC này nó không phải là một hình ảnh cộng từ thực sự mà nó là một cái bản đồ biểu hiện cái sự phát tán của nước. Ví dụ như chỗ nào mà còn được dịch tự do thì nó sẽ phát tán nhiều, chỗ nào mà hạn chế phát tán giống như ở mô đặc như này nước nó không phát tán nhiều thì trên ADC nó sẽ thấp. Như vậy nếu như một cái tổn thương mà nó hạn chế phát tán chúng ta thấy nó sẽ đen trên trên ADC, còn một tổn thương mà nó phát tán dễ dàng ví dụ dịch não tụy một cái nang mang nhện vân vân thì chúng ta sẽ thấy nó tăng.
trên trên cái bản đồ ADC. Thì đơn vị của ADC là mm vuông trên dây. ADC bình thường tự do của nước ở 25 độ C là 3 nhân 11 trừ 3 mm mm vuông trên dây. Trên thực hành lâm sàng người ta thường các hãng người ta thường thiết kế để đo cái mean deficiency, viết tắt là MD hoặc là cái trace. Cái gậy là gì? Người ta sẽ đo cái độ khuếch tán của nước trên ba mặt phẳng, trên ba chiều, chiều theo trục Z, trục X và trục Y, rồi người ta cộng ba cái đấy lại. Thì cái trace là cái tổng của cái độ khuếch tán của nước trên ba trục đấy. Còn cái mean diversity là cái trung bình cộng của ba cái này. Thì hai cái này nó có ý nghĩa tương đương nhau, chỉ khác cái trace là nó cộng dồn, còn mean là nó tính tính trung bình cộng. Thì tùy hạng và tùy máy, thường là người ta sẽ cho chúng ta chọn cái thông số của cả hai, mean diversity hoặc là trace. Thì cái mà cộng từ mà các anh chị thấy trên lâm sàng thường là người ta tính cái trace, nghĩa là cái cộng tổng thì khuếch tán của nước trên trên ba trục chính. Thì cái diffusion được ứng dụng rất là nhiều, đặc biệt là trong cái nhồi máu não. Cái này các anh chị thấy rồi, chúng ta ví dụ chúng ta có một cái bệnh nhân chụp cái flare, chúng ta thấy có những cái vùng mà tăng tín hiệu thế này ở vỏ não, thì khả năng là nhồi máu. Nhưng mà ba người này ra nó nhồi máu ở ba thời điểm khác nhau. Nhìn vào một cái chúng ta biết ngay, giống như cái bên phải này ở thùy thái dương bên phải này là nhồi máu muộn rồi, vì tổn thương nó rất là sắc nét và nó gây teo cái vỏ não thì cần. Bên này thì chúng ta thấy là phù nề nhiều, cái này có vẻ cấp. Còn cái này thế nào? Thì cái này chúng ta phải xem trên trên ADC. Trên diffusion chúng ta thấy cái tổn thương mà màng tĩnh bên phải nó không tăng tín hiệu, như vậy nó là cụ tâm. Tổn thương thứ hai mà chúng ta nghi ngờ nó cấp tĩnh ấy, thì nó tăng tín hiệu rất mạnh. Nhưng mà tổn thương thứ ba nó không tăng tín hiệu, vậy phải qua trên ADC. ADC đây thì tổn thương này nó giảm trên ADC, nhưng chứng tỏ cái này nó có hạn chế của tăng, nghĩa là nó cấp tính. Còn cái tổn thương này nó không hạn chế của tăng nữa, mà thậm chí nó tăng của tăng. Vậy cái này nó tăng tín hiệu trên diffusion là do hiện tượng T2 side through, hiện tượng T2 chiều qua, là một dạng ảnh giả à. Còn hạn chế thức tạng thực sự thì chỉ có cái vùng vùng này mà thôi. Như vậy trên một bệnh nhân này chúng ta thấy có nhồi máu não ở ba giai đoạn khác nhau. Giai đoạn này giai đoạn cấp tính hạn chế thức tạng, giai đoạn bạn cấp muộn cũng có hạn chế thức tạng nữa, và giai đoạn tổn thương bên này là giai đoạn mạn tính. Thì dựa vào ADC chúng ta có thể có được bao nhiêu nhiều cái thông tin bổ ích. Và cái này cái gì đấy rồi à, ADC ở đây một cái nhồi máu não điển hình thì nó sẽ tăng tín hiệu trên T2 chủ yếu ở vỏ não à, hạn chế khuếch tán rất là mạnh, tăng tín hiệu trên diffusion à, và giảm ở trên trên ADC. Trong nhồi máu não cái này nói trong cái phần thần kinh rồi, người ta dùng cái diffusion và cái perfusion này để tính cái mismatch, nghĩa là cái bất tương xứng giữa khuếch tán và tưới máu. Thì nguyên lý là những cái tổn thương nhồi máu chúng ta thấy trên diffusion là những tổn thương đã bị nhồi máu không có khả năng hồi phục. Còn những cái vùng tổn thương rối loạn tưới máu ở trên perfusion, trên cái cộng từ tưới máu là cái vùng nó bao gồm cái vùng nhồi máu và cái vùng xung quanh và cái vùng rối loạn tưới máu rộng hơn. Thì cái vùng mà nó bất tương xứng giữa khuếch tán và tưới máu chúng ta gọi là cái vùng mismatch, là cái vùng tránh tối tránh sáng, vùng penumbra tiếng Anh gọi là penumbra, tránh tối tránh sáng, là cái vùng mà chúng ta có thể cứu được nếu chúng ta điều trị kịp thời. Thế này là cái nguyên lý của cái mismatch trên diffusion và perfusion. À, một ví dụ bệnh nhân khác nó nhồi máu ở bản cầu não bên phải, trên diffusion nó tăng tín hiệu, trên ADC nó giảm mạnh. Tổn thương nhồi máu ở chủ yếu ở hạch nền, ở những bèo. Một số tổn thương khác nó cũng sẽ gây hạn chế khuếch tán,
Bên cạnh cái nhồi máu thì đây chúng ta có một cái trường hợp khác, đây là viêm não do HESPET. Thì viêm não do HESPET là một trong các dạng viêm não hay gặp ở Việt Nam. Đặc trưng nó là gì? Nó hay gặp ở thùy thái dương hai bên. Có thể gặp ở thùy thái dương trong hoặc thùy thái dương ngoài. Nhưng mà thường hai bên có tính chất đổi xứng, nó tăng tín hiệu trên T2 và trên flare. Đấy. Và có thể có hạn chế khuếch tán. Đây là viêm não HESPET. Thì khi chúng ta thấy một bệnh nhân thế này thì chẩn đoán phân biệt phải nhiều cái, nhất là nhồi máu. Thì khả năng như nhồi máu thì không phải rồi, vì nó không theo cái vùng tưới máu nào đặc thù cả, nó lan tỏa ra hai bên. Chẩn đoán là một số bệnh lý khác ví dụ như là limbic encephalitis, viêm não hệ thần kinh, hệ limbic là một cái tổn thương mà hay gặp trong hội chứng cận ung thư. Bệnh nhân khác, cái này là nhồi máu toàn bộ cái động mạch não giữa bên phải, đây là T2, đây là flare, đây T1 thì thấy nó có bắt đầu có chuyển dạng xuất huyết. Đây tăng tín hiệu T1 thì là xuất huyết, trên diffusion nó vẫn còn hạn chế khuếch tán, trên ADC nó vẫn còn những vùng giảm, có những cái vùng nó không còn giảm nữa. Như vậy nó tăng tín hiệu trên diffusion có thể là có những cái vùng là do hiện tượng T2 chuyển qua nhưng mà nó phù nề, nhưng vẫn còn những cái vùng hạn chế khuếch tán ở đây. Vì cái này cảnh chị thấy nó ở giai đoạn nên giai qua giai đoạn bản cấp sớm rồi nên cái hạn chế khuếch tán nó bắt đầu nó giảm. Nếu chúng ta chụp muộn thêm 1-2 ngày này chúng ta thấy cái ADC nó giảm, cái diffusion nó giảm về bình thường luôn. Giai đoạn này gọi là giai đoạn cửa sổ, giai đoạn sương mù. Ok, này nó rơi vào khoảng 10 đến 14 ngày sau nhồi máu do tế bào nó lý giải và nó không gây hạn chế khuếch tán nữa. Thì trường hợp này chúng ta có thể phân tích nhầm hoặc là bỏ sót. Chuyển xuống đây, chuyển xuống SY, chúng ta có các sản phẩm xuất huyết ở đây. Chúng ta có chuyển dạng xuất huyết trên T1 thì chúng ta đã thấy rồi. Trên SY này khẳng định lại cái tổn thương xuất huyết. Bệnh nhân khác, bệnh nhân này lại có một cái tổn thương là thùy thái dương bên trái. Đây chuyển xuống flare, tăng tín hiệu mạnh dạng phù nề phần mặt ở đây, tiêm thuốc vào thì thấy một khối ngấm thuốc tròn ở đây, xung quanh phù nề không ngấm thuốc. Trên diffusion thì nó hạn chế khuếch tán rất là mạnh và trên ADC nó giảm. Vậy cái này là gì? Áp xe, nó không phải là u nữa. U thì nó sẽ không hạn chế khuếch tán mạnh như vậy. Khi mà hạn chế khuếch tán mạnh này thì nghĩ đến áp xe là nhiều. Dấu hiệu khác nó còn phù hợp với áp xe vì nó phù nề rất là nhiều xung quanh. Xe nó phù nề nhiều lắm. U nào mà u ác tính thì nó phù nề nhiều, còn u lành tính, u độ ác tính thấp thì nó sẽ ít phù nề. Thủy myelin thường nó cũng không phù nề. Thêm một ví dụ khác, cái trường hợp này nó ngược lại. Tổn thương ở cực thái dương bên trái, chúng ta thấy một cái vùng có nhiều cấu trúc não nhỏ 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 ở đây. Xung quanh phù nề, dạng ngón tay, phù chất trắng. Tiêm thuộc vào nó ngấm thuộc dạng viên là 2 cái nang, 3 cái nang ở đây. Trên khuếch tán thì nó không hạn chế khuếch tán. Nên cái này là u não. Một số tổn thương khác, thủy myelin cấp tính thì nó cũng gây hạn chế khuếch tán. Ví dụ đây hội chứng Batia Fava Bucknami là bệnh thì tổn thương thể chai do ngộ độc rượu cấp tính. Chúng ta thấy cái lạc cắt này ở cái phân lôi thể chai nó còn tổn thương hình bô dục tròn, tăng tín hiệu trên flare, trên diffusion nó giảm tín hiệu, tăng tín hiệu rất là mạnh, và trên ADC nó giảm. Thì trong trường hợp mà bệnh nhân mà nghiền rượu á, thì chúng ta chẩn đoán là Matia Fava Bucknami. Nhưng mà nếu như bệnh nhân không có tiền sử uống rượu nhiều thì chúng ta cần chẩn đoán phân biệt. Thì cái tổn thương ở thể chai mà nó tròn hình bầu dục và hạn chế khuếch tán mạnh như thế này, người ta gọi chung là cái thuật ngữ clogs. Cái này anh chị đọc thấy người ta nói rất là nhiều. Đây. Thì clogs là cái gì? Là cytotoxic lesion of corpus callosum, nghĩa là tổn thương do độc khu độc tế bào của cái thể chai mà hay gặp là cái lôi thể chai đó thôi. Hiện nay có thể gặp ở trong hội chứng cận ung thư hoặc trong các trường hợp bị nhiễm độc. Thưa tôi đã
gặp rất là nhiều những bệnh nhân là bị u não ở vị trí mà đó, có thể là GBM ở trên lều hoặc là những cái u dưới lều, thì nó có cái tổn thương của cái thể trái này kèm theo. Khi nào có dịp tôi sẽ cho anh chị xem một số ca bệnh thì nó có kèm cái tổn thương của cái thể trái này, thì nó nằm trong hội chứng cận ung thư. Đó là một cái và là một cái dấu hiệu phụ. Khi mà chúng ta thấy này thì chúng ta phải đi tìm những cái tổn thương khác xem có u nào ở đâu đó, u nào hoặc thậm chí là u ở những nơi khác nó có thể gây nên cái hội chứng CLOPS. Cái này cũng là một cái bệnh lý khác, cũng nhiễm độc rượu nhưng mà nhiễm độc rượu mãn tính, ta gọi là Wernicke encephalopathy. Cái này trong cái bài thần kinh về cái hội chứng nhiễm độc tôi có nói rồi, người bệnh nhân uống rượu nhiều hoặc nhóm bệnh khác ví như bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối hoặc bệnh nhân bị phẫu thuật dạ dày, cắt dạ dày bằng toàn phần rồi chẳng hạn, thì bị thiếu vitamin B1, thiếu cái thiamin. Thì khi thiếu thiamin kéo dài thì nó có thể gây nên hội chứng Wernicke. Thì tổn thương đặc trưng của nó là những cái tổn thương ở cái vùng hệ limbic, bao gồm đồi thị, thể vú, quanh cổng não, có thể có những vị trí khác như ở vỏ não vân vân, nhưng mà đặc trưng của nó là ở cái vùng limbic, đặc trưng thể vú, quanh cổng não và ở mặt trong của đồi thị và bao gồm cái vòm não. Thì những bệnh nhân nghiện rượu mà có hội chứng có cái bệnh Wernicke encephalopathy này thì hay dẫn đến cái loạn thần, chúng ta hay gọi là cái Korsakoff đấy. Bệnh nhân bị loạn thần, rối loạn trí giác, rồi rối loạn nhận đi rồi vân vân. Các trường hợp nhiễm độc khác cũng có thể gây nên các cái tổn thương gây hạn chế phát tán, nói chung độc cấp tính hay thêm đó và hạn chế phát tán thì ngộ độc methanol. Cách đây mấy ngày cả anh chị thấy ở châu Phi có mười mấy anh bạn bạn trẻ mà bị chết trong quán bar đấy, sau này xét nghiệm tử thi ra thấy nồng độ methanol trong cơ thể rất là cao, chỉ mới tuần vừa rồi thôi. Nước nào châu Phi quên này, là do ngộ độc methanol này, người ta pha methanol vào trong rượu uống nhầm rượu già đấy. Thì methanol vào cơ thể nó sẽ gây tổn thương ở cái nhân bèo hai bên. Ở đây chúng ta thấy tổn thương này nó bị xuất huyết, tăng tình hình mạnh trên cái T1, trên T2 thì chúng ta thấy nó tăng tình hiệu, nó có viêm hemosiderin xung quanh. Ở thần kinh thì nó bị giao thoa thị giác, chúng ta biết là cái methanol này nó cũng có ái tình rất mạnh với cái thần kinh thị và cái võng mạc, nó gây mù. Bệnh nhân mù là vì tổn thương cái võng mạc và thần kinh thị. Trên diffusion thì nó hạn chế phát tán mạnh do nó phù độc tế bào cấp tính. Một trường hợp khác tương tự như thế là ngộ độc khí CO. Khí CO thì nó lại bị cái phần cầu nhạt này. Thì khí CO nó vào, khí CO nó có một cái đặc tính là nó ái tình rất là mạnh về hemoglobin. Thì khi mà chúng ta hít phải khí CO một cái là khí CO nó đỉnh vào hemoglobin, đỉnh rất chặt. Ái tình của nó gấp mấy chục lần so với oxy lần, nên oxy nó không gắn được với hemoglobin. Mặc dù bệnh nhân vẫn tiếp tục hít thở, chúng ta cho thở oxy vân vân, nhưng mà khí CO nó định chặt được hemoglobin rồi, nó không nhả ra, nên oxy nó không còn thì phương tiện vận chuyển nó không định về hemoglobin được nữa, dẫn đến thiếu oxy. Thì tổn thương ở nhân bèo là đặc trưng, ngoài ra có thể có tổn thương ở cả cái vùng khác ví dụ vỏ não vân vân. Ở giai đoạn cấp nó có thể có hạn chế phát tán. Tổn thương thủy mê linh cấp tính nó có thể gây hạn chế phát tán. Ngày nay trên diffusion chúng ta thấy cái tổn thương hạn chế phát tán ở cầu não, trên T2 chúng ta thấy tổn thương ở trung tâm ở cầu não. Thì cái này gì, thủy mê linh cấp, dấu hiệu này người ta gọi là dấu hiệu Maserati sign hay là dấu hiệu cây đinh ba, là do nó hủy mê linh cấp tính ở cầu não mà nó hủy chủ yếu là cái bọ dọc và cái bọ ngang của cầu não. Còn ở đây hai cái bọ tròn 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 màu đen này chính là cái bọ vỏ não tủy gai, thì thường nó không ảnh hưởng, nó bảo tồn. Kết quả là chúng thấy một cái vùng tăng tín hiệu bao quanh cái vỏ não tủy gai,
hai bên tạo thành hình cây đinh ba. Đinh ba này nè, gọi là dấu chỉ đinh sai đấy. Thì cái này hay gặp trong cái rối loạn điện giải, bệnh lý điển hình là bệnh nhân bị rối loạn điện giải rồi sau đó được bù điện giải một cách cấp tập, mà thì độ thẩm thấu nó thay đổi đột ngột quá nó sẽ gây lý giải miễn dịch ở đây. Thì trung tâm cầu não là cái tổn thương điển hình, và đây chúng ta có thể gặp những cái vùng ngoài cầu não, ví dụ ở vỏ não, ở nhân sản trung ương vân vân, gọi là Maserati sign, vì nó cái logo nó giống như là logo chữ xe Maserati, hay là cái dấu đinh ba Pesidon ông thân biển. Một ứng dụng nữa là để đánh giá, một ứng dụng nữa của diffusion là để đánh giá cái mức độ gọi là cái nồng độ tế bào hay là mật độ tế bào. Mật độ tế bào là đúng không? Thì hôm nay chúng ta thấy là hạn chế huyết tạng nó có thể do phù độc tế bào, nó có thể do độ quặn của các cái chất dịch ví dụ áp xe vân vân. Ngoài ra nó có thể hạn chế huyết tạng do chi tế bào có mật độ cao. Thì những cái u mà có mật độ tế bào cao nó sẽ hạn chế huyết tạng, còn những u mà có mật độ tế bào thấp thì nó sẽ không hạn chế huyết tạng hoặc là hạn chế huyết tạng ít. Vậy thì u nào nó có mật độ tế bào cao? Thì điển hình nó có cái medulloblastoma là mật độ tế bào nó cao. Các anh chị thấy đọc trên CT mà cái u medulloblastoma này nó tăng tỷ trọng nhẹ so với nhu mô nào, vì mật độ tế bào nó cao. U thứ hai chúng hay gặp đấy là cái lymphoma ở não. Trên CT cái lymphoma nó cũng tăng tỷ trọng nhẹ so với nhu mô não, thì nó vì mật độ tế bào nó cao. Và những hai cái u này là chúng ta chụp công thức huyết tạng, chúng ta sẽ thấy nó hạn chế huyết tạng, nó tăng tín hiệu trên diffusion, nó giảm trên trên ADC. Thì cái này là cái bản sơ đồ, này là ba cái dấu hiệu điển hình để chúng ta phân biệt ba cái u hay gặp ở cái vùng não thất bổn ở trẻ em. Thì ở trẻ em chúng ta gặp u chúng ta có thể gì, ependymoma đúng không, choroid plasticpapillon và medulloblastoma. Thì về kinh điển thì chúng ta có thể thấy có nhiều dấu hiệu ví như vị trí thì medulloblastoma nó thường nó găm ở cái đường giữa thùy nhọn, nó đẩy não thất bổn ra trước. Ependymoma thì nó nằm trong não thất bổn và nó phát triển qua các cái lỗ tự nhiên. Choroid plasticpapillon thì thường liên quan đến não thất bổn, nhưng mà vấn đề là khi mà nó tổn thương này nó to, nó chen đè đẩy hết rồi ấy, thì nhiều khi rất là khó xác định nó nằm trong não thất hay ngoài não thất, nó nằm phía trước hay phía sau não thất, nhiều khi khó lắm. Đặc biệt những choroid plasticpapillon nên nó to, nó càng thêm đáng dịch thì chúng ta nói là cái não thất bổn nó nằm ở đâu, nhiều khi khó. Còn medulloblastoma này nó to, nó đầy thì có thể là não thất bổn ở đây hay là ở đây, nhiều khi cũng khó, chúng ta phải lắng lên lắng xuống coi ở cái giới hạn đặt cái tùng giới hạn trên giới hạn dưới xem thì có dấu hiệu gì gợi ý không. Ngoài ra về mặt hình ảnh thì có cái gì, ependymoma thì có một cái đặc trưng đấy là nó sẽ phát triển qua các cái lỗ tự nhiên của não thất tư. Não thất tư thì nó có cái lỗ Luska hai bên, hai lỗ Luska hai bên và cái lỗ Marcandi ở phía sau. Thì cái ependymoma nên nó gặp ở trẻ em và nó mềm, nó phát triển ra các cái lỗ tự nhiên, nó ngấm thuộc cũng rất là mạnh. Thì medulloblastoma thì ngược lại, nó không phát triển các lỗ tự nhiên, còn nó có một đặc trưng như hồi nói này đấy là mật độ tế bào nó cao nên nó hạn chế huyết tạng. Còn cái thằng choroid plasticine thì đặc trưng của nó là ngậm thuộc rất là mạnh, ngậm rất là mạnh, tiêm luôn ngậm mạnh. Đấy, cái đặc trưng của cái nằm đồi mạch bạc nên nó ngậm thuộc mạnh lắm. Đấy, nên khi gắn gì thấy mình tổn thương mình nó ngậm thuộc mạnh mạnh to rõ sáng quắc như thế này thì mình nghĩ đến cái choroid plasticine. Bên cạnh các cái vị trí, các cái dấu hiệu vân vân thì nó có ba cái đặc điểm giúp chúng ta phân biệt ba cái u thường gặp ở cái vùng cổ sau não thất tư này. Vậy nào nhiều nơi chúng ta nói qua một số cái bên dưới như nói về gan đúng không? Thì đối với gan này công tư khuếch tán chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều. Nhiều đây chúng ta có một cái bệnh nhân đến khám thì có một cái
tổn thương nhỏ ở gan phát hiện tình cơ trên siêu âm, bệnh nhân có tiền sử viêm gan mạn, là chuỗi sung T2, chuỗi sung T2 phát sạt. Nhìn vào thì T2 và T2 phát sạt nó khác nhau cái gì? Đến phát sạt chúng ta thấy cái mỡ nó bị xóa, này nó bị xóa, mỡ dưới da, mỡ ngoài da, mỡ trong phúc mạc bị xóa hết. T1 out of phase và T1 in phase. Thế nên out of phase chúng ta thấy tín hiệu nó cũng không sụt nhiều. Và tương tự như lên in phase như vậy nó không không chữa mỡ. Trên diffusion tổn thương nó hạn chế phức tạp. À xin lỗi, nó tăng tín hiệu trên diffusion. Còn hạn chế phức tạp hay không phải qua trên ADC. Có thể là nó do hiện tượng T2 chuyển qua và T2 shine through. Mà phần lớn tổn thương của gan là nó tăng tín hiệu trên diffusion là do hiện tượng T2 shine through. Khi nó tăng trên T2 thì nó sẽ tăng trên diffusion. Thì đối với gan thì chúng ta chụp cộng từ khuếch tán và nhiều giá trị B. Cái này tôi lấy trong một slide trong cái bài cộng từ gan mà chúng ta sẽ nói trong cái buổi cuối của cái chương trình cộng từ này. Khi này chúng ta sẽ nói kỹ, nhưng mà bây giờ nói sơ qua đây là đối với gan thì chúng ta sẽ chụp ở nhiều cái thông số. Chúng ta không chụp B bằng 0, mà chụp B bằng 50, 200, 400 và 800. Khi các anh chị lắng nghe hình ảnh diffusion, các anh chị thấy nó chạy quá nhiều group đấy, thì đầu tiên là 50 đến 200 đến 400 đến 800 như thế. Thì các cái tổ chức có mật độ tế bào cao thì nó cũng sẽ hạn chế khuếch tán, hoặc là áp xe thì nó cũng sẽ hạn chế khuếch tán. Cái tổn thương này chúng ta cho tiêm thuốc. Cái này là chụp thuộc ngoại bào bình thường, thuộc manivis bình thường, thì chúng ta thấy động mạch nó ngậm thuốc và mạnh, bá phục nó ngậm thuốc mạnh, thì tĩnh mạch cửa xin lỗi cái này là 70 giây, nó xin lỗi 35 giây đến 70 giây, cái này delay 3 phút. Đấy. Thì cái này thì động mạch nó ngậm thuốc rất mạnh, thì tĩnh mạch cửa chúng ta thấy nó thải ở trung tâm ngoài vi nó có cái vỏ bao, là ngậm thuộc dạng vỏ bao ở thị tĩnh mạch cửa đây, thì delay nó cũng thải nhiều so với nhu mô gan. Như vậy đây hình ảnh khả năng là một cái HCC. Một trường hợp thứ hai, bệnh nhân này cũng đến khám bệnh viện trường cách đây cũng phải 2 năm rồi, bệnh nhân 70 tuổi, siêu âm này thấy có một cái nổ ở đây hàm thứ bảy, kích thước khoảng 20,5 cm, 20,5 mm. Cho bệnh nhân chụp cộng từ để cái in phase, cái này là cái out phase T1, chúng thấy tổn thương này nó cũng sụt tín hiệu nhiều đúng không? T2 Haster, ngày hôm qua chúng ta nói về các cái chuỗi sung, có chuỗi sung T2 Haster là Half Fourier đấy, nó ghi hình nhanh đúng không? Nó giảm thời gian ghi hình để chậm nhiều, vì chúng ta biết bệnh nhân chụp gan họ thở, họ chỉ nín thở được vài 10-15 giây thôi sau đó họ sẽ thở, nên chúng ta phải chụp nhanh, thu hình nhanh trong cái giai đoạn này để tránh nhiều. T2 Haster, T2 phát sát xóa mờ tổn thương thế này để rõ. Khuếch tán, trên khuếch tán chúng ta thấy tổn thương này nó tăng tín hiệu, nên là B800 này. Nhưng mà trên ADC thì sao? Nó không giảm mà nó tăng, chứng tỏ đây là đánh tăng tín hiệu trên diffusion do hiện tượng T2 chuyển qua T2 shine through. Cái tổn thương này nó nhiều nước đấy. Nhưng mà tóm lại chúng ta có một cái tổn thương ở gan, giảm tín hiệu trên T1, ngậm thuốc mạnh thì động mạch thải nhanh và có cái ngậm thuộc dạng vỏ bao ở thị tĩnh mạch cửa, trên thì delay nó cũng có. Bệnh nhân này là chụp Primovis, nó có chụp thêm cái thì 10 phút và 15 phút nữa. Các anh chị biết cái Primovis là cái thuộc đặc hiệu tế bào gan, chúng ta sẽ nói trong cái cộng từ gan sau. Thì chúng ta chụp ở cái thì 10-15 phút để xem thử nó có bắt thuộc không. Nếu như một tế bào gan bình thường nó sẽ bắt thuộc và nó tín hiệu cao, ví dụ ở đây nhu mô gan bình thường tín hiệu nó cao, còn cái tổn thương này nó không bắt thuộc chứng tỏ nó không phải là tế bào gan bình thường. Chỉ nói được là không phải là tế bào gan bình thường thôi, nhưng nó là cái gì thì rất là khó. Ví dụ như hạt CC việc khó kem nó cũng sẽ không không bắt thuộc, một cái di căn nó cũng sẽ không bắt thuộc ở thì muộn, một cái nán dịch nó cũng sẽ không bắt thuộc ở thì muộn. Đấy.
thì rất là khó để mà nói à. Vậy cái này là gì? Nó khả năng là một cái hạt CC ở giai đoạn sớm à. Ngậm thuốc mạnh và nó thải dạng viên, có thể khả năng là một cái hạt CC. Bệnh nhân này sau này không làm giả phẫu bệnh, họ đi đâu rồi không quay lại nên không theo dõi được, chụp ở trường một 2 năm này. Đấy là bụng gan điển hình. Bây giờ chúng ta nói về trực tràng. Trong cái trực tràng chúng ta đánh giá chủ yếu bằng cái chuỗi sống T2 không phát sạch. Hiện nay chuỗi sống T2 không phát sạch thì cái u trực tràng thì đánh giá nó khá đơn giản đó, chỉ cần chúng ta chụp đúng protocol, cắt qua vùng góc về tổn thương này chúng ta đánh giá thôi. Thì cái cụm từ trực tràng chúng ta sẽ nói riêng, nhưng mà cái ứng dụng trong đây nó nói về diffusion, thì ứng dụng của diffusion là gì để đánh giá cái tổn thương sau xạ trị. Đây tổn thương trước xạ trị này, sau xạ trị như thế này. Thì sau xạ trị chúng ta phải trả lời với bác sĩ lâm sàng ấy, là có còn mô u hay là không còn mô u. Thì làm sao để biết được nó còn mô u hay không còn mô u? Chúng ta thấy nó teo lại rõ, nó giảm kích thước rõ, nhưng mà chúng ta phải coi trên hai cái sum, một là cái deviation mà chúng ta đang nói, hai là cái chụp dynamic sau tiêm thuốc. Thì cái mô u mà nếu nó còn á, nó sẽ nằm thuộc sớm hơn cái mô sơ, vì sau xạ thì nó sẽ teo cái u nó tạo ra sơ, còn cái mô sơ rồi thì kiểu nếu như còn cái mô u nó sẽ nằm thuộc sớm. Cái thứ hai, nếu như còn mô u thì nó sẽ hạn chế phức tạp trên trên diffusion. Vì cái này nó còn cái vùng hạn chế phức tạp. Còn mô u thì nói về cái ung thư trực tràng thì bây giờ phần lớn người ta sẽ có cái xạ trị trước trước mổ, đúng không? Thì vừa rồi có cái hội thảo trực tràng và một số anh chị có tham dự đấy, thì họ xạ trị trước mổ thì có thể là xạ trị liều theo hai phác đồ ngắn ngày, phác đồ dài ngày. Phác đồ ngắn ngày người ta xạ 1 tuần và sau đó 3 ngày là người ta mổ. Nhưng mà xu hướng ở Việt Nam mình thì người ta sẽ thích cái phác đồ dài ngày ha, người ta xạ 5 tuần và người ta chờ thêm 6 tuần nữa, người ta sẽ bổ mổ vào thôi cái tuần thứ sáu sau sau xạ trị, sau kết thúc cái xạ trị. Thì thường chúng ta sẽ được chỉ định chụp cộng từ vào thời điểm 6 tuần sau xạ trị để đánh giá xem thử cái mô u nó có bị downstaging không, nó được downstaging nghĩa là nó giảm thì phấn độ không. Đấy. Thì chúng ta phải chú ý hai cái, một là kích thước thì cũng nói rồi, chắc chắn phải đo rồi, thứ hai là xem thử có hạn chế phức tạp, và thứ ba là xem thử còn cảm thụ bất thường không. Một cái ứng dụng trong của cái division trong này còn thứ tư nữa là tìm tìm hạch. Đúng không? Thì trên division là những cái hạch nó thường là nó sẽ hay những phức tạp, nhưng mà chú ý theo cái guideline gần đây nhất á, thì cái hạn chế phức tạp của hạch nó không phải là một tiêu chí để chẩn đoán là hạch di căn. Vậy đối với hạch trực tràng thì chỉ có hai cái dấu hiệu được đưa vào để phân loại thôi, một là kích thước, hai là hình thái, ví dụ như đường bờ nó có rõ không rõ, nó có tua gai không tua gai, nó có đều, nó có đông nhất hay là không đông nhất, ba dấu hiệu này. Đấy. Thì về cái hạt chúng ta sẽ nói và cái công tơ trực tràng chúng ta sẽ nói trong mục sau. Như vậy là giới thiệu xong cho cả anh chị cái phần công tơ phức tạp. Bây giờ nói qua một chút thôi về cái cryptography, mình đã học công tơ rồi mà không biết cái cryptography thì không giờ. Mà ngày nay thì người ta chụp cái này cũng nhiều. Vậy cái DPI cryptography là gì? Đấy là cái cụm từ khuếch tán, cụm khuếch tán, nhưng mà nó khác với cái khuếch tán hồi nãy. Chúng ta chụp và chúng ta tính toán trên 3 chiều rồi chúng ta tổng hợp lại cái độ khuếch tán được được mà thôi, nó không có thông tin về về cái hướng khuếch tán của nước. Còn trong cái cụm từ DPI này thì chúng ta chụp 3D theo nhiều hướng khác nhau, và bên cạnh này thông số về cái độ khuếch tán của nước thì người ta còn ghi nhận thêm cái hướng khuếch tán nữa. Đấy, là cái khác biệt. Vì sao lại phải thu nhận cái hướng khuếch tán? Thế là người ta nghiên cứu, người ta thấy á, là trong những cái tổ chức mà có nhiều cái mật độ của ví dụ như các cái bọ thân kinh hoặc các bọ cơ vân vân ấy,
thì nước nó sẽ có xu hướng khuếch tán theo một hướng trội mà thôi, còn những cái hướng khác nó ít khuếch tán. Ví dụ như bó thần kinh như thế này thì nước nó sẽ khuếch tán dọc theo cái bó thần kinh là chính, còn nó ít khi mà khuếch tán theo các hướng các cái bó thần kinh nên nó ngăn cản và chặn lại. Đấy là cái khái niệm gọi là chuyển động bất đẳng hướng. Bất đẳng hướng nghĩa là không đẳng hướng, đẳng hướng nghĩa là mọi hướng bằng nhau, nhưng mà bất đẳng hướng nghĩa là có một hướng trội hơn những hướng khác. Đấy. Thì anh gọi là anisotropy hoặc anisotropic diffusion. Rất tiếc là cái hình ảnh này để cài được không? Đấy. Thì đây là cụm từ khuếch tán của cartography, nghĩa là người ta bên cạnh cái đồ khuếch tán thì người ta thu nhận thêm tín hiệu, cái thông tin về hướng khuếch tán nữa, và người ta mã hóa trong không gian 3 chiều bằng các hình ellipse hoặc hình tròn. Chỗ nào mà nước nó khuếch tán theo mọi hướng bằng nhau thì cái hình biểu diễn của nó là hình tròn. Chỗ nào mà nước nó khuếch tán theo một hướng trội hơn những hướng khác thì nó là hình hình ellipse. Thì các anh chị nhìn vào, ví dụ cái chỗ này này nó phóng đại của cái phần lôi thể chai ở đây, hình vuông nhỏ nhỏ này phóng đại lên đây, và chúng ta phóng vào chúng ta thấy những cái này là những cái voxel, nghĩa là nó có không gian 3 chiều 3 kích thước, và cái mỗi voxel như vậy nó sẽ được biểu diễn bằng một cái hình tròn hoặc hình ellipse. Thì những cái chỗ ví dụ như dịch nạp tùy ở đây thì nước nó sẽ khuếch tán tự do theo mọi hướng, thì người ta sẽ biểu diễn bằng các cái hình tròn. Còn cái chỗ này là cái lôi thể chai, chúng ta biết lôi thể chai là cái bó trời chất trắng mà nó nối hai bán cầu với nhau, thì nước nó sẽ chạy từ trái sang phải dọc theo cái bó chất trắng của thể chai như này, thì là ở vị trí này. Thì các anh chị thấy nó biểu diễn bằng cả hình ellipse, và hình ellipse này thì sao, nó sắp xếp theo cái hướng. Chúng ta nhìn vào đây là chúng ta có thể mường tượng được, à chúng ta biết các bó sợi chất trắng nó đang chạy như thế này, à, đúng không, nó chạy như thế này, thì người ta sẽ sử dụng các cái thuật toán để người ta tái tạo và người ta xem thử có các cái bó sợi chất trắng nào nó chạy qua cái vùng đấy dựa vào cái hình ellipse này. Ví dụ như chúng ta đặt một cái roi ở đây, sau đó chúng ta xem thử nếu như nước ở đây thì nó sẽ khuếch tán tại đâu, nó sẽ khuếch tán tại đây, rồi nó khuếch tán tại đâu nữa, nó khuếch tán tại đây hoặc là tại đây, chỗ này nó cũng có tín hiệu nó bị mất, nó khuếch tán tại đây, rồi khuếch tán tại đây, khuếch tán tại đây, đây đây đây, đây, đây. Và dựa theo cái bước như thế thì thuật toán nó sẽ tái tạo ra các cái bó sợi chất trắng. Ngoài ra các anh chị sẽ thấy người ta mã hóa màu trên cái hình DTI này, các anh chị bật lên anh chị thấy có rất là nhiều màu, thì cái màu này là mã hóa cái hướng đi của nước. Ví dụ như các cái bó sợi mà nó chạy theo cái hướng phía trên và phía dưới là superior inferior, là từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên, thì nó sẽ màu xanh như thế này. Những cái bó mà nó chạy từ trước ra sau AP thì nó sẽ màu xanh chuỗi như thế này, ví dụ như cái bó này nó chạy từ trước ra sau, đúng không? Còn ở đây nó có cái bó màu màu xanh lục biển này là do nó chạy từ trên xuống dưới, đấy là cái bó chính là cái bó vỏ não tủy gai, nó chạy qua cái cánh tay sau của bao tròn, đúng không? Còn cái bó mà nó chạy theo hướng phải trái hoặc là trong ngoài, medial và lateral, là chạy theo hướng ngang qua hai bên đó, thì nó sẽ màu đỏ. Ví dụ như bó này chỗ này là cái gối thể chai, chỗ này là chỗ lôi thể chai, thì cái này gọi là color coded DTI, là hình ảnh mã hóa màu. Thì cái này nó thành thường quy, bây giờ những cái bệnh nhân nào mà chụp MRI nào mà có u não chẳng hạn thì đều được chụp cái này hết. Thì các chị nhìn lên các chị thấy à các bó sợi chất trắng nó chạy thế này, và chúng ta xem thử là cái u nào cái tổn thương nào nó liên quan đến các bó sợi chất trắng như thế nào. Cái này thì tôi làm lâu rồi, cách đây 10 năm, nhưng mà cái này là mới làm ở bệnh viện trường mình tháng vừa rồi. Đây, cái này chụp trên máy bệnh viện trường 1.5 Tesla. Bệnh nhân có một cái u não ở đây, người ta cho chụp để đánh giá xem cái liên quan của cái u não này
Và về cái bỏ vỏ não thì gai nó như thế nào, vì chúng ta biết cái bỏ vỏ não thì gai nó chạy từ cái hồi trước trung tâm nó chạy xuống, thì chúng ta chụp lên và tái tạo thì chúng ta thấy cái u này nó nằm trước bỏ vỏ não thì gai. Bỏ vỏ não thì gai là được thể hiện bằng cái hình xanh xanh này, còn cái bỏ sợi chất trắng ở đây thì nghĩa là nó nằm về trước và nó đẩy thì bỏ vỏ não thì gai hơi hơi ra sau. Thì thông tin này sau đó sẽ được chuyển qua bên cái phẫu thuật định vị ấy. À, cái navigation người ta phẫu thuật 3 chiều, trên cái định vị 3 chiều để người ta phẫu thuật và người ta tránh cái bỏ vỏ não thủy gai này. Thì bệnh nhân này được mổ trong bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh viện Đà Nẵng họ có hệ thống navigation, họ tích hợp thông tin này vào mổ, sau đó bệnh nhân tiến triển rất tốt, sau mổ không có yếu liệt. Bệnh nhân thứ hai chụp sau bệnh nhân đòi cũng trong tháng vừa rồi, sau khoảng tuần bệnh nhân này lại có một cái ca vạch nôm ở cái vùng đôi thì ở đây, và người ta cũng cho chụp xem thử nó liên quan về cái bỏ tia thì nó như thế nào. Chúng ta biết ở đây nó có cái thể gối ngoài và cái bỏ tia thì nó chạy như thế này. Ở đây chúng ta thấy cái ca vạch nôm này nó đẩy cái bỏ sợi chất trắng ra xung quanh, và đây mặt phẳng ASEAN, đây mặt phẳng ASEAN nhưng mà tái tạo tổn thương ở đây. À, bỏ bỏ nào bỏ cái tia thì đấy, optic fixation nó chạy từ thể gối ngoài, nó chạy lối sau cái vùng vỏ não đây, vùng vỏ não đây gọi là vùng V1, gọi là cái vùng thị giác chính. Đấy, tổn thương cái chỗ này bệnh nhân sẽ bị mù, người chúng ta thấy thần kinh thị nó chạy từ trên từ mắt đó, thần kinh thị nó vào nó giao thoa thị giác, nó chạy theo cái giải thị để thể gối ngoài, nó chạy ra thành tia thì nó đến cái vùng vùng V1 này này. Đến lần tái tạo 3 chiều chúng thấy cái tổn thương ở đây bỏ, còn cái optic radiation cái tia thì ở đây. Thì thông tin này là chúng ta có thể chuyển cho cái navigation, nó sẽ tích hợp trong cái phẫu thuật của họ, tránh được những cái vùng quan trọng. À, như vậy là tôi giới thiệu xong các anh chị cái phần cộng từ khuếch tán. Đây. Thì cái tractography cái nói 6 tuần này nói để anh chị biết cho vui thôi, còn thực tế là dùng thì nó cũng rất hạn chế. Đây. Nhưng mà 1 2 năm gần đây tại Việt Nam mình cũng quan tâm các bác sĩ phẫu thuật thần kinh họ cũng cũng quan tâm rất là nhiều. Đấy. Thì dần dần người ta chỉ định cũng nhiều. Ở Huế mình thì có trường y là chụp được, ở trong Chợ Rẫy thì chỗ thầy Tường chụp cũng rất là nhiều. Còn là những cái cộng từ khuếch tán mà chúng ta nói ở đầu bài thì bây giờ nó thành cái thường quy rồi, thì các anh chị hiểu cái nguyên lý của nó để vận dụng nhuần nhuyễn trong các cái trường hợp.